Đó là trường hợp của anh Sa 35 tuổi, con út của ông Cô Âu 77 tuổi. Nhiều năm nay, ông Cô Âu bị bệnh xương khớp nhưng không có tiền chữa trị. Cách đây hơn 10 năm vì thoái hóa khớp nặng nề, hai chân ông cụ bị liệt. Hàng chục thanh nữ Lào xếp hàng dài chờ thăm khám. Nhà có tổng cộng 12 người con nhưng ai cũng đã nghèo và lớn tuổi, chuyện ăn uống, sinh hoạt của ông cụ được người con út lo liệu. Anh Sa tháo dây xe tải đưa phụ thân đi khám. Nghe tin có đoàn lương y từ thiện Việt Nam đến huyện, từ sớm anh Sa đã cõng phụ thân lên xe tải đi chung với bà con đến chờ. Hình ảnh người con ôm phụ thân già đi cầu cứu giúp lương y gây xúc động. Nhà tôi cách chỗ khám hơn 20 cây số. Sáng giờ khi thăm khám, lương y cho biết phụ thân tôi còn bị bệnh phổi nặng nề vì hút thuốc nhiều. Cha được kê toa và khuyến cáo không được hút thuốc nữa. Bệnh phụ thân tôi phải điều trị lâu dài. Sắp tới tôi lại nối tiếp cõng ông đi khám. Anh Sa nói khi vẫn quỳ gối dưới đất để chờ cõng phụ thân lên vai sau khi được phát quà. Ông cụ Âu bị thoái hóa khớp đã lâu. Hai chân ông không còn đi được. Đây không phải là hình ảnh xúc động duy nhất tại buổi khám bệnh từ thiện của đoàn lương y bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh tại nước Gamel thủ Lào. Chồng bà Bi bị tiểu đường nặng nề, phải nhờ người đẩy đến nơi khám bệnh. Phát hiện điều này, các nhân viên y tế đã ra tận xe bò để kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân. Chồng bà Bi suy kiệt sức khỏe vì tiểu đường. Tuy nhiên vì bệnh tình đã cao, bệnh nhân được khuyên chuyển lên tuyến trên để điều trị gấp. Sau khi nghe lương y giải thích, người hiền thê hiện đang có một khối bướu rất lớn trên cổ tỏ ra hoang mang, lo lắng. Trong khi đó bà cũng bị bướu cổ. Tương tự là trường hợp của cụ ông Inda Chan Song 77 tuổi, bị tiểu đường, lao phổi, suy nhược, được đàn ông chở đến trên chiếc xe như xe máy cày. Ông biết bệnh từ lâu nhưng không có tiền để nằm viện, đến nay đã biến chứng nặng nề, không còn đi đứng được. Các lương y cũng phải có mặt trực tiếp trên xe để khám và phát thuốc cho bệnh nhân. Điều kiện y tế của người dân huyện Thà Trèm còn nhiều thiếu thốn. Chính vì thế, họ rất trông đợi vào đoàn lương y khám bệnh từ thiện. Đại diện bệnh viện quận 2 cho biết, hoàn thành buổi khám đoàn khám đã phát hiện nhiều người dân bận rộn các bệnh lý mãn tính như cao huyết áp, cơ xương khớp, bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh lý ngoài da. Nụ cười cợt của người mẹ trẻ khi con vừa khám xong. Đặc biệt, do người dân chưa được kiểm soát và quản lý tốt các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp nên người già bận rộn cốt, hoen khá nhiều. Cùng xem những hình ảnh xúc động trong đợt thăm khám bệnh của đoàn lương y Việt Nam tại Lào. Bà Bi được lương y bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh trao quà. Một bệnh nhân được đo điện tim. Sau khi khám xong, anh Sa lại cõng phụ thân ra ngoài. Anh đặt người phụ thân lên xe tải. Người dân giãy tay chào và mong đoàn lương y Việt sớm quay lại.